khán giả thân mến, chúng ta đang đến với sân vận động Gia Định để cùng theo dõi trực tiếp trận đấu giải bóng đá giữa Aztec United và Thủ đô FC. Cũng vì chính vì điều kiện thời tiết mà địa điểm thi đấu đã phải thay đổi ở những giờ chót. Một pha xuống bóng rất hay dành cho Aztec, một đường chuyền rất hợp lý, cơ hội vào. Đó là một pha xuống bóng hay của Aztec United, người đã có một tình huống di chuyển khá tốt, đó là chân sút mang áo số 12 Thanh Tùng. Và Ngọc Minh Idol đã có một tình huống di chuyển khá hay để có thể đón được đường chuyền và chiếc điểm lạnh lùng để đánh bại thủ môn Bảo Bảo. Đó là một tình huống phản công 3-3. Nhịp chạm bóng của Ngọc Minh Idol, tình huống mang lên tốc độ bên phía làng cánh trái. Ở phía trong đang là Ngọc Minh Idol. Đường chuyền tốt, Ngọc Minh Idol. Khai! Vũng nước đã khiến cho pha xử lý của Duy Đức không được thực hiện thành công. Khá nguy hiểm! Đó là một tình huống mà các cầu thủ của Aztec United quyết định dứt điểm ngay. Một quả đưa bóng thẳng về phía cầu môn. Thủ môn Bảo Bảo đã chơi tập trung ở tình huống này, nhưng những nhịp xử lý cuối cùng để có thể tạo ra pha dứt điểm là chưa thật sự tốt của các cầu thủ Thủ đô FC. Ngọc Minh Idol quá đơn giản dành cho số 7. Tình huống mà các cầu thủ trong hàng phòng ngự của Thủ đô FC đã không thể làm gì trước tốc độ băng lên như Phủ Bảo. Chính xác là Thanh Tùng. Tốc độ của Thanh Tùng đã bỏ khá xa trung vệ của các cầu thủ Thủ đô FC và thủ môn Bảo Bảo. Và đã bước một tốt. Quảng Nam Bô vẫn còn. Không vào. Đó là một tình huống dứt điểm rất tốt của các đội Thủ đô FC. Tưởng chừng như Quang Rambo đã có thể khiến cho hàng phòng ngự của Aztec United phải trao đảo, nhưng chính những đường chuyền đến từ vị trí của trung vệ Trung Kiên đang khá nguy hiểm không được. Đó là Ngọc Minh Idol lại thêm một cú dứt điểm công. Còn Thủ đô FC khi nhận bàn thua thì họ đang tấn công khá nhiều. Một tình huống phá một bảy việt vị khá tốt, đối mặt thủ môn dứt điểm không vào. Aztec United, đó là một đường bóng dành cho Thanh Tùng. Tốc độ số 12 đang băng lên, cơ hội tốt để Aztec có thể ghi bàn thắng thứ ba. Không được, đường chuyền khá không có lỗi việt vị, đối mặt không vào. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà các cầu thủ Thủ đô FC có được trong trận đấu ngày hôm nay đến thời điểm này. Tình huống đối mặt với thủ môn Phúc Kudo, nhưng thủ môn của Aztec United đang sẽ có thể ghi thêm hơn hai bàn thắng. Thanh Tùng khá tốt, nguy hiểm, quá đẹp mắt, một siêu vọng của Thanh Tùng. Có lẽ như trước đó là một tình huống xử lý bước một lỗi, nhưng nó vô tình tạo ra một pha qua người. Và số 12 của Aztec United đã có một tình huống dứt điểm cầu Âu làm khó chịu đối với thủ môn Bảo Bảo. Đó là một tình huống dứt điểm Mulaima. Si tạt bóng. Tình huống xử lý chưa thực sự tốt của Phúc Kudo. Nhưng sau đó thì Lâm Búa Tạ cũng đã có một tình huống đánh đầu không thành công. Thanh Tùng. Đường chuyền của Ngọc Minh Idol. Ngọc Minh Idol quá khó chịu và Ngọc Minh Idol đã có được cú đúp của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Tần suất chủ lực mang áo số 7 đang có một trận đấu rất tốt. Đây là pha dứt điểm mang đẳng cấp cao. Tình huống mở bóng sang phía cánh trái là rất vừa tầm để cho số 7 Ngọc Minh Idol khống chế và anh đủ không gian, đủ thời gian để ngẫm nghĩa và thực hiện một cú cứa lòng về góc xa. Mạnh Tú. Cái Huỳnh Bảo Điền.
Đứng hai. Ngoặt bóng. Khoảng trống đã mở ra, không vào. Hoàng Ngô với tình huống cản phá xuất sắc của thủ môn Bảo Bảo. Đó là một pha bóng khó. Sóng gió vẫn còn. Không được. Đó là một tình huống các đội Atic United đã tạo ra một pha phản công với tốc độ cao. Những nhịp xử lý của Thụy Du Xích đã mang khá nguy hiểm. Vẫn còn. Và tỷ số là 5-0. Một tình huống có mặt ở vị trí cột 2 rất kịp thời, băng vào điểm bóng. Trước đó là một pha đánh đầu hụt. Một tình huống đá phạt góc rất khó chịu của các cầu thủ Atic United. Pha đánh đầu hụt đã mở ra một cơ hội dành cho Thanh Tùng. Yếu tố bất ngờ ở trong pha phản công này không còn. Lại Lãng Tử. Đó là số 7. Vẫn đang tìm những khoảng trống. Khá nguy hiểm vào. Một tình huống ghi bàn rất đẹp. Đó là một pha bóng mà cầu thủ của Thủ đô FC đã vẽ ra một chiếc cầu vòng tại sân vận động Gia Định. Đức Sang là người đã lập công. Khá tốt. Cú đá làm bó tay hoàn toàn của Phúc Cô. Khai gọi, sút bóng, không vào. Đó là sự bất ngờ mà Văn Quyến đã tạo ra dành cho hai cầu thủ ở hàng phòng ngự bên phía Atic United. Một đường chuyền sâu kim. Quá tiếc là pha mà bóng khắc rất hay bên phía làng cá trái. Nguy hiểm và như vậy đã có bàn dành cho Thủ đô. Nhưng cờ Việt Vị đã căng lên. Rất đáng tiếc là không có bàn thắng thứ hai. Một pha bóng mà các cầu thủ trắng đã tạo ra sự bất ngờ tình huống này. Vị trí xuống sức. Tuy nhiên thì những cầu thủ trên hàng công của họ thì vẫn đang hoạt động khá tốt. Thái Sơn căng ngang quá hợp lý rồi. Nhưng tình huống chợt chân đã khiến cho pha băng vào điểm bóng của có lẽ đó là Ngọc Minh Idol không thật sự chính xác. Một tình huống chợt chân khá đáng tiếc. Thái Sơn đã làm tất cả. Còn đây là pha lên bóng phản công dành cho Thủ đô FC. Cơ hội vẫn còn, họ vẫn đang đông hơn về số lượng người tấn công. Quang ơi! Cú đá vào! Sau rất nhiều nỗ lực thì bàn thắng thứ hai cũng đã đến dành cho Thủ đô FC. Tình huống chơi bóng bình tĩnh và điểm bóng nhẹ nhàng. Một pha để bóng qua người khá hay, hoàn toàn có thể căng ngang. Cầu thủ của Thủ đô FC đã quyết định thực hiện một pha điểm bóng. Thủ đô FC vẫn đang chơi tốt. Không có lỗi biệt vị. Đổi mặt. Và đó là bàn thắng thứ ba. Và xử lý khai. Chỉ một mình cầu thủ của Thủ đô FC. Anh đã có thể đưa được bóng vào lưới của Atic. Và bây giờ cái việc chỉ còn là hai bàn. Một tình huống mà Fukuro cũng đã không thể có lực sự dứt khoát. Tốc độ của Thanh Tùng. Ngọc Minh Idol. Không được. Các đội trắng đã có thể hóa giải được đường lên bóng vừa rồi. Nhưng sóng gió thì vẫn còn dành cho khung thành của thủ môn Bảo Bảo. Cả ngang. Tuyến hai. Quá trống chạy. Và không gì khác ngoài bàn thắng thứ sáu dành cho Atic United. Những cầu thủ áo trắng đã thấm mệt rồi. Họ đã không thể lùi về và chấp nhận và chỉ một bàn thua thứ sáu một cách chóng vánh. Bóng này đi cao hơn và tình huống vừa rồi cũng là pha bóng cuối cùng khép lại trận đấu giao hữu giữa Atic United và Thủ đô FC với kết quả chung cuộc 6-3 nghiêng về phía Atic United. Một trận đấu có 9 bàn thắng được ghi. Và đến đây thì buổi tình hình trực tiếp của Dự án Sân Cỏ xin được phép khép lại tại đây.
Xin được cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những trận đấu tiếp theo.